Chào các bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình Măng Non Thái Nguyên do Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Chương trình luôn mong muốn sẽ là không gian tuổi thơ yêu thích và đem đến nhiều điều bổ ích cho các bạn nhỏ. Hãy luôn đồng hành cùng chương trình các em nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Các em thân mến, cùng chung tay hướng đến mục tiêu vì một Thái Nguyên giỏi tiếng Anh. Những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có các hoạt động cụ thể, thiết thực như thành lập câu lạc bộ tiếng Anh hay tổ chức tham gia các hoạt động song ngữ, các cuộc thi nói, đọc, viết tiếng Anh. Và mỗi bạn học sinh lại có những cách tiếp cận và trau dồi khả năng ngoại ngữ của riêng mình. Ngày hôm nay, chị muốn các bạn nhỏ của chương trình cùng gặp gỡ với một người bạn mới, đam mê và học khá tốt ngoại ngữ. Bạn ấy sẽ chia sẻ niềm đam mê cũng như bí quyết học ngoại ngữ của bạn ấy. Giải nhất cuộc thi tiếng Anh trực tuyến Tôi yêu thành phố Thái Nguyên. Giải nhì, giải ba toàn tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông các năm học. Đó chỉ là một trong những thành tích mà bạn Trần Khánh Chi, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Đội Cấn 1 thành phố Thái Nguyên đã đạt được tại các cuộc thi. 11 tuổi, với Khánh Chi, tiếng Anh giờ là sở thích, là đam mê khi bạn ấy đã làm quen và học tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ. Con thấy là tiếng Anh là một ngôn ngữ rất là phổ biến trên thế giới. Từ nhỏ thì con đã được làm quen với tiếng Anh qua những bài hát, những bộ phim và những trò chơi. Từ đó thì giúp con có sở thích và đam mê về tiếng Anh hơn ạ. Yêu thích, đam mê ngoại ngữ, Khánh Chi luôn tập trung dành nhiều thời gian cho môn học yêu thích. Không chỉ chăm chỉ, đầu tư cho đam mê, mà Khánh Chi còn có những bí quyết riêng để học tốt bộ môn này. Để học tốt tiếng Anh thì con dành mỗi ngày 15 đến 20 phút để đọc một hoặc hai câu chuyện bằng tiếng Anh trước khi đi ngủ. Cái thứ hai là con sẽ cố gắng sử dụng tiếng Anh với bố mẹ, người thân hoặc là đồ chơi của con. Ví dụ là nếu mà con đi học về mà con đói bụng thì con sẽ bảo mẹ hoặc là đồ chơi của con là I'm hungry, can I have something to eat? Hoặc là con muốn đi mua sắm thì con sẽ nói là I want to go shopping, would you like to come with me? Cái thứ ba là con rất thích xem phim hoặc xem tivi bằng tiếng Anh. Và bộ phim mà con thích nhất là Friends. Qua cái bộ phim đấy thì con đã học được từ mới và cấu trúc câu để sử dụng trong cuộc sống ạ. Khánh Chi còn may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của gia đình để phát triển năng khiếu, theo đuổi đam mê. Ngoài học ngoại ngữ ở sách vở, thầy cô, mẹ chính là người bạn đồng hành đặc biệt của Khánh Chi. Gia đình mình thì biết là tiếng Anh nó là một trong những ngoại ngữ rất là quan trọng để giao tiếp với toàn cầu. Nên là ngay khi còn bé thì mình đã cho con được tiếp xúc với tiếng Anh rất sớm. Thì để tạo môi trường cho con học tập tốt nhất ở nhà thì là mình sẽ khuyến khích con được nghe, được xem các kênh tiếng Anh trên YouTube hoặc là xem các bộ phim hoạt hình. Từ đó thì tạo điều kiện để cho con có kỹ năng nghe, được học thêm các từ vựng cơ bản và rèn luyện kỹ năng nói theo đúng chuẩn. Mình cũng khuyến khích và động viên con được tham gia tất cả các cuộc thi liên quan đến tiếng Anh từ nhà trường, thành phố, tỉnh và các đơn vị xã hội khác. Qua các cuộc thi đó thì con được cọ sát được cái kỹ năng nghe và nói và phát triển được, giúp con phát triển được cái những phản xạ và tư duy bằng tiếng Anh tốt hơn. Là con gái út, Khánh Chi nhận được sự yêu chiều của mọi người trong gia đình. Nhưng không vì vậy mà bạn ấy ỷ lại, mà luôn biết yêu thương, quan tâm đến mọi người, tự giác học tập, chẳng để bố mẹ phiền lòng. Bạn Khánh Chi là con thứ hai của gia đình mình, thì bạn ấy cũng là một cô gái khá là chăm chỉ, tự giác học tập, đặc biệt là môn ngoại ngữ, thì là hàng ngày thì chỉ cần mẹ nhắc nhở hỏi là bạn ấy sẽ hoàn thành hết các nhiệm vụ ở trường và chịu khó đọc truyện hàng ngày trước khi đi ngủ. Bí quyết học tiếng Anh của Khánh Chi đơn giản gói gọn trong hai từ là chăm chỉ. Việc học tiếng Anh đòi hỏi quá trình tích lũy kiến thức lâu dài,
rồi thực hành để có thể khắc ghi sâu hơn. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Khánh Chi mơ ước vươn xa để học hỏi, khám phá những điều mới mẻ và thỏa đam mê được giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ chung của thế giới. Con mong rằng con sẽ trở thành một cô giáo trong tương lai để dạy cho những em nhỏ và đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, và con cũng mong muốn có thể đi du lịch khắp thế giới để tìm hiểu thêm về môn tiếng Anh ạ. Không chỉ học tốt ở môn tiếng Anh, Khánh Chi còn học tốt các môn học còn lại. Phía trước Khánh Chi là những chặng đường học tập đang chờ đón. Khánh Chi đã và đang miệt mài học tập để phát huy năng lực vốn có của mình, nhân lên hơn nữa niềm đam mê học môn tiếng Anh để tiếp tục giành được những thành tích đáng tự hào trong tương lai. Chúng mình cùng chúc cho cô bạn nhỏ Khánh Chi đạt được ước mơ của mình. Và bây giờ, chúng mình cùng đến với một phần bài dự thi cuộc thi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới của Khánh Chi trong năm nay, để phần nào thấy được khả năng ngoại ngữ của bạn ấy và cùng cổ vũ, động viên Khánh Chi đạt được thành tích tốt trong cuộc thi này các em nhé. According to Reaching Out to the World 2024, I would like to introduce a unique culture of Vietnam. This is a holiday that everyone is excited and a wedding. All people want their children and grandchildren to be together. Children want to wear beautiful clothes, go to festival, and receive lucky money. Now, do you know what is the name of this special occasion? Yes, it's Vietnamese Day. Today, I would like to introduce a bustling atmosphere of preparation for Vietnamese Day in Taiwan City. Let's check it out! You know, taking pictures is the unique and popular of Taiwan people before date. With the other retail market from December 15 to December 30, selling many items such as zombie food. Em thân mến, bao nhiêu năm qua, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam nhịp bước theo tiếng trống ếch rộn ràng, hát vang, ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Tuổi thơ cứ thế lớn lên trong trẻo theo biết bao ca khúc, trẻ thơ của nhiều tác giả, trong đó có anh phụ trách đội lớp đầu tiên từ ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945, được em yêu mến gọi là nhạc sĩ của tuổi thơ, Phong Nhã. Và trong các sáng tác của ông có một ca khúc ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt. Cuối năm 1969, hay tin Bác mất, ông đã sáng tác bài hát Bác sống đời đời. Tiếng nức nở của các cháu thiếu nhi trong ngày tiễn biệt Bác đã đi vào cõi vĩnh hằng, cứ xoáy mãi trong tim nhạc sĩ, và ông đã để cho tiếng gọi ấy vang lên trong câu hát. Bác Hồ ơi, bóng Bác in trên Ba Đình rực sáng, bóng Bác in trong trái tim nhi đồng. Và ngày hôm nay, chị muốn cùng các bạn nhỏ cùng chương trình lắng nghe ca khúc này. Chúng mình hãy cùng hòa vang các em nhé! Bác còn sống mãi với quê hương đất nước. Bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương. Bác ơi, bóng Bác in trên Ba Đình rực sáng.
bóng bác in trong trái tim nhí đầu. Màu khăn quàng cháu luôn đỏ thắm, hình huy hiệu bác trên ngực cháu, bác kính yêu ơi quê Việt Nam. Trồng đã vươn thẳng tắp, trời thu về vẫn xanh cánh ta, trên đất quê ta vang lời ca tiếng hát kết đoàn. Tên của bác khắc giữa thành đồng tổ quốc, tên của bác gắn với thế giới bao la. Bác Hồ ơi, bác Hồ ơi, chúng cháu đi sông năm của bác, cố gắng xứng danh cháu ngoan bác Hồ. Cầm lá cờ vinh quang rực rỡ, còn nghe lời bác luôn dạy dỗ, theo gót anh hùng đem cờ hoa tới ngày toàn thắng. Bác Hồ ơi, chúng cháu ghi sâu năm điều của bác, cố gắng xứng danh cháu ngoan bác. Thân mến, bây giờ sẽ là lúc chúng mình tìm hiểu về luật trẻ em thông qua những tình huống. Tình huống của ngày hôm nay như sau. Cô giáo B là giáo viên của một trường trung học cơ sở. Cô B được giao chủ nhiệm lớp 6A với nhiều bạn học sinh thông minh, nhanh nhẹn, thích tham gia các hoạt động tập thể. Để tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động thì cô B muốn biết luật trẻ em quy định về trách nhiệm của nhà trường trong bảo đảm sự tham gia của trẻ em như thế nào. Chúng mình hãy cùng tìm hiểu. Theo Điều 76 Luật Trẻ Em năm 2016, trong việc bảo đảm sự tham gia của trẻ em, nhà trường có trách nhiệm sau đây. 1. Tổ chức và tạo điều kiện để trẻ em được tham gia các hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. 2. Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật và quy định về giáo dục có liên quan đến học sinh, công khai thông tin về kế hoạch học tập và rèn luyện, chế độ nuôi dưỡng và các khoản đóng góp theo quy định. 3. Tạo điều kiện để trẻ em được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về chất lượng dạy và học, quyền lợi chính đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm. 4. Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em, giải quyết theo phạm vi trách nhiệm được giao hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến trẻ em. Qua mỗi chương trình Măng Non Thái Nguyên, chương trình sẽ trang bị cho các bạn nhỏ những kiến thức cơ bản, hữu ích về luật trẻ em, tạo hành trang để các em vững bước vào đời. Các bạn nhỏ thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Măng Non Thái Nguyên của chúng mình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Tạm biệt các em!